Ngon chấm bữa cả. Chào tất cả mọi người nha. Buổi trưa thì hôm nay thì Vy lại ra bây giờ mọi người. Nãy cho Vy mới ăn cơm trong công ty xong á, nên là cho Vy tranh thủ Vy ra bây giờ với mọi người nha. Thì được mọi người góp ý bình chọn thì được bình chọn là xoài non, cốc non nè, rất là nhiều luôn, nên là Vy sẽ làm video theo được bình chọn của nhiều người nha. Được mọi người ủng hộ Vy rất là vui luôn, được đăng video lên được mọi người xem Vy cũng rất là mừng luôn. Thì nay thì Vy ra video rất đơn giản ha mọi người. Đây là mắm rút đấy mọi người, để Vy bỏ vào đây ha. Đó, mắm rút nha. Rồi, đây là muối mới ớt siêu cay, mắm rút bỏ vào đây nhé mọi người. Wow, mắm rút thì cũng thơm mọi người, mắm rút đậu đốc á, nhìn là the rồi ha mọi người ha. Đó, một bên thì muối ớt nè, một bên mắm rút, còn một bên thì tương ớt nha mọi người. Mời mọi người nha. Wow, cay ngon á. Đây tiêu xanh mọi người. Tiêu xanh là chấm mắm rút rồi, thêm ăn có cay không, có cay không nữa. Ngon. Cốc non chấm bữa à. Chua quá. Chấm mắm rút. Phải là non chua mọi người. Nước ốc. Buổi trưa thì người ta vào, người ta ăn cơm trưa người ta vào ngủ á mọi người, và ngủ hết rồi, còn Vy ở đây chưa nắng lắm ở ngoài trời luôn. Người ta tưởng Vy là nói chuyện mình ơn à, tưởng Vy bị khùng á, nhưng không sao đâu, mà nói chuyện với mọi người là mọi người xem là Vy cũng vui rồi. Còn nhiều người bình luận comment á là Vy làm không hay, ai rồi cũng đến lúc hết ý tưởng hết hay, Vy cũng vậy, nên là Vy không buồn vì đã 2 năm rồi mọi người ủng hộ Vy. Vy chỉ tiếc là Vy không có mà giao video nào mà 200 người xem thôi. Đấy thì đến đó là vui rồi mọi người, nghĩ đến đó là vui rồi. Thì nếu mà mọi người ủng hộ Vy thì cứ share đi, đăng ký ủng hộ, share, đăng ký like cho Vy nhé mọi người. Video của Vy đăng lên thì ít lượt xem lắm, chỉ có 2-3 ngàn lượt view à. Tuy là lượt đăng ký lên nhưng mà lượt xem không được bao nhiêu đâu, nên là Vy chọn cái mực tiền đó mọi người, rất là buồn luôn. Nhưng mà thôi thì được nhiều mọi người xem like cũng có vui rồi. Đó, xoài chấm mắm rút mọi người. Ốc. Và chấm muối ớt. Ngon quá. Quá mới ngon rồi. Quá chấm mắm rút luôn em ơi. Quá. Ăn xem có đắng không nữa. Ăn ngon đấy mọi người ơi, xem ngon đấy. Quá. Ngon. Có tăng có ồ ba dài mà có hạt mà. Có hạt à? Tiêu ớt, tiêu xanh. Chấm mắm rút. Thò non. Chấm mắm rút. Chấm tiêu ớt.
quá, vừa chua vừa cay vừa ngon rồi. Nhấp hết giọng không? Chắc nhiều người comment là kêu bây giờ bắt ốc bắt cua á người. Bắt tóp, bắt cua, bắt ốc sinh tồn á. Bây đã đọc nhiều comment rồi nhưng mà bây chưa làm được á. Bữa nào đây chứ? Bữa nào bây xin phép công ty ngày 2-3 ngày phép năm á. Rồi cho bây sẽ vào rừng bây làm bây mời xem nhá. Nhiều người comment quá trời luôn. Bây không làm sao mọi người buồn, mọi người lại bỏ bây nữa. Hồi qua nó ngon rồi. Cốc ngon rồi, mới ngon á. Và chấm ớt, xíu cay. Chấm tương ớt. Sợi non này ăn mới ngon rồi, sợi già già ăn thì cũng được ngon bằng sợi non đâu. Vừa chua vừa chát này vừa rất là ngon, mềm mềm mọi người, ăn dễ ăn lắm. Nếu mà mình tắm mắm tôm mọi người, mắm tôm rất là ngon ha. Ê, quên mắm ruốc mà mắm tôm. Mọi người cười, mọi người chửi nữa. Đôi khi lời nói thật lòng thì phụ phàng lắm, nhưng mà đó là sự thật. Ấy nhiều người ghét vi chỗ đó đó. Không sao đâu, thì có ai mà hòa hảo được 100% đâu phải không? Có người này người kia mà, người ghét người thương thì bình thường thôi. Thì vui lắm mọi người. Biết là tại sao thì Vi cảm ơn tất cả 40 mấy ngàn người đã đăng ký kênh cho Vi nha. Vi chưa có tiền ăn mừng nữa. Để chừng nào có tiền để bây giờ ăn mừng hết mọi người. Hứa sẽ làm cho ăn mừng nhưng mà chưa có tiền ăn mừng hết mọi người nhá. Không cảm giùm Vi nhá. Và sợi non ngon ngọt, chua chua ngon quá mọi người. Đây, Vi ăn cốc non á. Và cốc non chấm muối ớt rất là ngon quá. Sợi non chấm mắm rút ngon. Cốc non chấm muối ớt chắc ngon luôn. Còn tương ớt còn ngon hơn nữa. Chua chua này, chua mùi chua em. Mùi cay em người, ăn rất là ngon ha. Chè cay vừa ngon người. Nước cái muối này cay lắm đó, nước muối này ớt nhiều mọi người. Còn cái mắm rút con cay nè, tương ớt con cay rất là cay không. Ăn nguyên hột mọi người, ăn nguyên hột luôn á. Hột ngon mà mọi người xem này. Tiêu xanh thì ăn rất là cay mọi người, nhưng mà mình có ăn cái gì mà nó tanh tanh á, ăn cũng rất là ngon, mà ăn cái này ăn không hợp lý á. Thôi chưa rồi mọi người ơi, bây giờ xin kết thúc video đây để Vi vào làm việc tính nha mọi người. Sợ cái quay lâu rồi tại cái trẻ người ta chờ tiền chứng cần của Vi á mọi người. Ai chưa like thì like cho Vi nha, ai chưa đăng ký gì đăng ký cho Vi đi nha.
Hẹn mọi người gặp video trình thắng nhé mọi người. Bye bye mọi người ha. Bye bye mọi người nhé.